Chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Hôm nay là cái ngày 28 tháng 5 các bạn. Cái chủ đề hôm nay của tôi là nói về cái trả lời tự tôi đặt ra rồi tôi trả lời là cái tại sao mà các anh em khuyến cáo mình là từ cái ngày từ tháng 7 các bạn đủ lên thì mình đừng ngắt cái đọt lá mai, tức là ngắt cái đọt này nè các bạn, cái đọt này nè, đừng ngắt cái đọt này, cái đọt này. Đó, cái chủ đề hôm đó tôi đã đưa ra thì hôm nay tôi sẽ trả lời. Tôi đúng ra là tôi tính qua cuối tháng 6 các bạn, đầu tháng 7 tôi mới trả lời, nhưng mà thôi, hôm nay nó cũng liên quan với vấn đề cái nụ bông đó các bạn. Cái nụ phát, cái ngắt đọt, các bạn đừng nghĩ nó đơn giản. Các bạn đừng nghĩ nó đơn giản. Có lẽ nhiều khi những cái bạn mà xem cái clip đó nói cho vui ha, các bạn nói cái ông này ổng hết chủ đề rồi. Cái chuyện ngắt đọt thì muốn ngắt cái đọt ra, ngắt muốn để ngắt hay là để mình sửa cái tán như thế này thế khác vậy. Thì ổng đưa cái chủ đề này nó đưa ra rồi bỏ không bỏ rồi các bạn. Tôi nói các bạn nè, tôi nói với các bạn nó rất quan trọng, tôi lặp lại nó rất quan trọng. Đến vấn đề tạo cái nụ bông, cái nụ bông hay là cái gạo á, từ tháng tôi lấy cái mốc là đầu tháng 7 âm lịch tới tháng 10 âm lịch rất là nguy hiểm các bạn nhớ nha, rồi tôi sẽ trình bày tại sao nó nguy hiểm mà tại sao nó tác dụng với tao, nó tác dụng rất là độc đáo các bạn. Các bạn đừng nghĩ nó đây ba cây mai này là cây mai dạo gai nha các bạn. Sáng tôi cũng mới tưới nè các bạn, tưới nước cũng y như tôi hướng dẫn là sáng tưới chiều tưới đó, thành ra cái mật độ bọ trĩ rất giảm, nó cái lá đọt nè, nếu các bạn nhìn cái lá đọt này mà nó đẹp vậy thì nó không còn bọ trĩ các bạn. Đây là dạo gai, tôi rép nè các bạn, đây cây dạo gai tôi rép mà hồi năm rồi đây, Tết nay chắc cũng có bông chơi để mình xem coi sao ha. Rồi, bây giờ tiếp theo cái chủ đề của tôi ha, là cái đọt mai nó ngắt nó ảnh hưởng rất quan trọng đến cái vấn đề mà tạo cái gạo cho cái hay là tạo cái mầm bông cho cây mai nó đúng cái dịp Tết. Để thôi bây giờ tôi trình bày thẳng vấn đề luôn các bạn ạ. Ngắt đọt là cái gì? Các bạn đừng có tưởng nó là cái chuyện tầm thường. Bây giờ tôi thí dụ cụ thể nè. Năm nay có một cái điều lạ nha các bạn, do thời tiết sao không biết ha. Đa số những cây mai các bạn kiểm tra, nhưng tôi nói với bạn những mai lẻ thôi nha. Đa số những cây mai ở tại nhà, các bạn xem lại coi, đúng bài bản, đúng phân thuốc ha, thường nó sẽ ra cái gạo. Đây các bạn thấy nè, cây mai này là cây mai dây của tôi nè các bạn, cây mai dây nha. Ngày hôm qua là tôi quay ở bên kia là ngày 27, ngày 28 tôi quay ở đây, đây các bạn thấy cái gạo chưa nè. Tôi thấy cái hiện tượng hơn năm nay hơi lạ nha, mỗi năm mỗi khác nha các bạn. Thì bây giờ tôi nói các bạn vậy, bây giờ tôi nói thẳng luôn cái mà nguy hiểm của ngắt đọt cho các bạn nghe. Nếu cái mai này, cái này các bạn ngắt thử một cái đọt này cho tôi, thì cái này là cái gì? Thay nó còn mạnh hơn một cái là các bạn vô một cái lượng phân đáp, một cử phân đáp. Các bạn thấy sao? Thấy nguy hiểm chưa? Các bạn bây giờ các bạn mới cảm nhận là cái vụ ngắt đọt nó nguy hiểm. Đó, nó nguy hiểm, nó có lợi mà nó có hại. Chứ không phải là muốn ngắt là ngắt. Tôi nói là bây giờ tôi ngắt từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 tôi ngắt được hết, nhưng phải chọn lọc. Chứ không phải là nói bây giờ tháng 5 là ngắt. Nếu ngắt là vậy, từ tháng Giêng khi mà các bạn xử lý xong ra cái chừng khoảng 3 từng đọt á, thì khoảng 3 từng đọt các bạn, thì các bạn ngắt từ từ, tức là mình sửa tán, mình sửa tán tới rằm tháng 5 là ngưng. Nhưng là không phải không còn cắt được, ngắt được, nhưng ngắt trong chọn lọc. Để tôi nói cái ngắt trong chọn lọc các bạn nghe. Như hồi nãy tôi thí dụ đây, các bạn thấy không, nó đã có cái kim này nè, các bạn thấy nè, thấy kim chưa? Đây, thấy chưa? Nếu các bạn ngắt cái đọt này là gì, thì các bạn đã đưa cho nó một cái hàm lượng, thay vì bây giờ các bạn đưa gián tiếp là phải hoặc xịt ở lên, xịt cái phần ở trên, thì các bạn để chi?
nó hạn chế cái đọt non để nó tạo mầm bông. Còn các bạn ngắt thì sao? Tức là các bạn trực tiếp ức chế để cho nó ra bông. Nguy hiểm chưa? Bây giờ các bạn nếu không tin tôi thì bây giờ các bạn lựa những cái cây mai mà nó có vậy ha, vậy nha. Các bạn thử ngắt hết cái dàn đọt cây mai đó đi, thì các bạn sẽ thấy cái vấn đề gì nó xảy ra. Cái vấn đề nó xảy ra là gì? Nó dồn nhựa nó vô bung bông cả cái bông tết, các bạn không có cây mai các bạn chơi. Nó nguy hiểm cỡ đó đó. Bây giờ tôi nha nói lại nè, tại sao tôi nói từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, 8, 9 tôi vẫn ngắt được là sao? Đối với những cây mai này nè, đối với những cái mai này nè, các bạn thấy không? À, là chúng ta không còn cái gì rớ động nó được, dù bây giờ nó ra trật trúng gì kệ nó. Thì các bạn, bởi vậy khi mà các bạn, nếu mà cái này tôi như qua tôi nói là cái phần thân nè, nếu đưa sớm cái phần lanh vô vào đầu tháng 6 thì cái này không phải là không xử lý được, mà cái chuyên môn người ta xử lý được, cũng có thể được mà cũng có thể không chuyên môn á. Còn nếu mình không chuyên môn là nó phản đó. Các bạn thấy ghê không? Cây mai nó càng vô càng khó. Các bạn năm nay thấy hiện tượng lạ nè, đây các bạn thấy chưa? Đây thì bây giờ tôi nói các bạn nè, tại sao bây giờ tôi nói tại sao tôi ngắt lúc nào cũng được. Thí dụ như cái cây này đây, bữa nay tôi vẫn còn ngắt được là mình chọn lọc như vậy. Các bạn, cây mai này nó chưa có một cái hiện tượng gì hết, đây các bạn thấy không, chưa có hiện tượng gì hết. À, thì cái bây giờ các bạn ngắt nè, để tôi ngắt nè, nó ngày 28 là tôi vẫn ngắt đây, đây nè tôi ngắt nè. Tôi không sợ là sao? Mình ngắt như vậy, tại các bạn không biết chứ khi ngắt như vậy là các bạn đã trực tiếp khống chế cái phần đọt nó để nó tạo mầm bông. Thì cái thằng kia bây giờ mình chậm lại đi, bây giờ mình đưa cái phần cái chế độ tháng 5 vô, rồi mình dùng cái phương pháp nè các bạn nè, tôi nói chọn là ngắt hoài, ngắt những cái cây mà nó chưa có một cái hiện tượng gì mà gọi là cái mầm hoa. Thì khi các bạn ngắt như vậy thì nó còn hơn, tôi nói còn hơn một cái cử mà lanh là đáp á, hay là hoặc một hơn một cái cử xịt thuốc 10-60-10 đó. Thì bây giờ mình ngắt đây là mình làm một cái công cái thực tiễn này nè, cắt nè, tôi ngắt nè, tôi ngắt trên thực tế cây tôi nè, nhưng phải chọn lọc rồi. Thấy chưa? Bây giờ các bạn thấy cái quan trọng của cái việc ngắt đọt chưa? Thì bây giờ những cái cây bình thường mình ngắt đọt các bạn, còn những cái cây mà có gạo vậy là không nên nha. Rồi một trang rác tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách để cho nó chậm lại nữa ha. Rồi bây giờ xong chưa các bạn? Như vậy là mình đã giải quyết xong như vậy cái phần tại sao ngắt đọt. Bây giờ tôi nói nè, tôi có thể ngắt đọt tới tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, nhưng chọn lọc tôi nói nè, những cây có thể nha, chữ có thể những cây ngắt được trong năm 7 đây các bạn. Đây là những cái cây mùng 5 tháng 5 tôi lặt lá này, cái clip tôi nếu các bạn nào giờ chưa xem thì các bạn xem lại cái clip lặt lá 5 năm. Nhưng mà cái cây này bây giờ nó an toàn các bạn. Ở một cái cây này nó lây an toàn hơn là cái cây không xuất lá. Nó mới độc đáo cái chỗ này. Nó các bạn thấy như vậy thì mình cứ vô phân như chế độ tôi hướng dẫn là tôi nói các bạn bảo đảm tết ra bông rất đẹp. Nó các bạn thấy không nè, nó hoàn chỉnh luôn. Đây nè, mùng 5 tháng 5 thì bây giờ nó còn tới 5-6 tháng nữa nó ra chừng một bên chừng 2 tấc vậy là cây phủ hết rồi. Đây các bạn thấy chưa đó. Rồi bây giờ tôi nói tiếp nè, tại sao mình có thể ngắt từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, nhưng phải chọn lọc các bạn. Chọn lọc là như thế nè, những cái cây nha, tại vì các bạn không thấy nó là sao, bởi vì khi các bạn ngắt á, là các bạn ngắt có chọn chứ là tiễn nó thôi, tức là cái nhánh nào ra, thành ra các bạn không có cảm nhận được cái vấn đề ngắt đọt nó quan trọng như thế nào. Các bạn ngắt là nghe người ta nói ngắt là cứ ngắt sửa tàn là cứ sửa tàn thôi, nhưng mà thực ra những cái cây mà nó không có mầm bông, nó chưa có cái hiện tượng gạo á, thì nếu mà mình không phải mình sửa tàn, mình vừa sửa tàn nhưng mà cái hiện tượng gì, tức là mình ức chế tăng trưởng để tạo cái gạo của nó. Thì bây giờ kéo dài cho nó một tháng nữa, từ cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì những cái cây này, tức là các bạn không vô khoanh nhưng mà cũng như vô khoanh, tức là mình nó sẽ cái gạo nó sẽ từ từ lớn lên. Khi mình ngắt vậy, mình ngắt vậy thì nó dồn nhựa, nó dồn nhựa thì nó phải nuôi cái gạo không, thì cái thằng kia nó sẽ chậm lại, cái thằng mà có gạo nó sẽ chậm lại, chờ hai ngày tới đầu bãi đưa cái lượng đáp vô.
Nhưng mà cái lượng đáp đó tôi nói các bạn nè, tại chỉ là phải chỉ chung chung. Cái lượng đáp thí dụ như bây giờ cái thằng nào gạo lớn đầu cuối tháng 6, đầu tháng 7 bạn. Cái thằng nào gạo lớn quá các bạn đưa nửa, phân nửa cái lượng đáp cho tôi theo tôi hướng dẫn. Nó phải chỉ là phải chỉ cơ bản, nhưng mình điều tiết ai cũng thêm mắm thêm muối hết. Nhưng mà người ta chỉ các bạn là ta chỉ, tôi cũng vậy, tôi chỉ cái căn bản. Nhưng mà cái mắm muối là mình phải thêm. Cái nào bây giờ mình ăn không ngon thì bây giờ nó thiếu ngọt thì mình đưa ngọt vô. Mà nó thiếu bột nêm đưa bột nêm vô. À, mà nó thiếu mặn thì mình nêm thêm. À, đó nó vậy đó các bạn. Thành ra tôi nói các bạn, không phải người ta giấu, nhưng mà chỉ mình rối thêm. Nó vậy thôi, đơn giản. Nó như cái dạng này nè, bây giờ các bạn thấy dạng này, các bạn nhìn ha. Bây giờ cái nó chưa có tạo gạo gì hết nè, thì các bạn cứ sửa cho tôi đi. Rồi bây giờ khi mình vô cái lượng phân là đáp, tôi nói là cuối tháng 6, đầu tháng 7, thì một tháng sau, à, các bạn có thể xử lý bằng cách này nè. Một tháng sau cái cây nó vẫn ra đọt bình thường các bạn. Một tháng sau mà nó yếu thì mình có thể mình ngắt vậy. Là tháng 8 rồi, à, đầu 8 rồi. Tại sao tôi nói là tháng nào tôi có thể những cây, các bạn nên nhớ cái câu có thể những cây, chứ tôi không phải ngắt hết nha. Thì bây giờ nó ít quá thì mình cứ sửa thôi, sửa cho nó đều. À đó, đó, cứ sửa đi không sao hết. Là tháng 8, tháng 9 mình sửa cũng được vậy, nhưng mà phải chọn lọc. Thấy chưa? Rồi, cái đó là cái tôi hay là tôi nói cái ý tại sao là cái phần ngắt đọt nó ảnh hưởng tới cái nụ bông. Nhưng các bạn nghĩ là tôi hết chủ đề hay là gì, tôi đưa cái này ra nó lãng quá. Thì người đọt thì cứ ngắt, nhưng mà cái đọt là gì? Tôi nhắc lại là trực tiếp ức chế sinh trưởng cây trồng. Đó. Tôi gọi cho cái theo nông nghiệp chút ha. Trực tiếp ức chế sinh trưởng cây trồng. Thay vì các bạn bỏ phân hoặc các bạn xịt thuốc lăn ở dưới, rồi các bạn cái lăn ở trên để làm chi? Cái ngọn này nè, nó chậm phát triển. Thấy chưa? Còn bây giờ cái này các bạn phải là tự ức chế không? Ngắt người ta vậy thì bây giờ người ta ra không được, thì người ta dồn nhựa vô đây. Thành ra những cái cây các bạn chọn lọc nha, tôi nhắc lại rất kỹ nha. Bởi vì nhiều khi các bạn nghe nó không quen là nó tôi ưa lập đi, hay là nó gọi là nó nhây, không phải vậy. Nếu những cái cây mà nó có gạo nha, tôi nói kỹ nha, nguy hiểm lắm à các bạn. Nếu các bạn ngắt vậy thì các bạn để ý đi, để cái nhánh mà các bạn ngắt ha, nó cây này cái nụ nó cái gạo nó phát triển rất là nhanh. Thì đã nhanh thì sao mình không kìm lại được, mà tại sao các bạn không cảm nhận được đó, hay là người ta có nói rồi mà tại tôi không có xem, hay là cái này là cái ý, nhưng mà dù sao cũng là ý độc lập của tôi. Tại vì các bạn không cảm nhận được là khi các bạn sửa cái tàn thì các bạn ngắt những cái nhánh đơn giản vậy thôi, tức là nó lưa thưa, thì những cái nhánh các bạn ngắt này nó sẽ dồn nhựa nó nuôi. Nó sẽ phản một vài nhánh thì nó có, thành ra các bạn không để ý. Nhưng mà thực ra nó rất quan trọng. Thì bây giờ tôi nói các tháng nào tôi ngắt cũng được hết, theo cái cá nhân của, theo cách làm tôi. Nhưng đặc biệt cái nào nó đã có gạo rồi thì cứ để cho nó xấu cũng được nữa, nó thả lỏng chừng nào cũng được, không có nhầm gì đó nha. Nửa sau khi mà gần tới suốt lá đó các bạn, mình vuốt sơ nhẹ nó vậy, tạo một cái dáng đẹp rồi mình suốt lá thì thôi. Giờ không, cái tôi nói nhắc lại nha, cái nào mà đã có gạo không nên đút tay vô ngắt lá. Cái nào không có gạo ha, chưa có tạo mầm gạo, nó sung như cây này, như cây này đây, lá này bọt này, thì mình cứ sửa tán đi, không nhầm gì hết. Mà sửa tán như vậy, mình sửa tán vậy là mình đang tác động cho nó, cái mầm hoa nó ra, nó dí theo cái thằng kia, nó không có hại, nhưng mà nó có lợi cái này nhưng mà hại kia đó. Thì bây giờ là cái chủ đề tôi là giải thích cái vấn đề để cho các cái mai này, cái mai mùng 5 tháng 5 nha các bạn, suốt 5 năm đây. Ở đây cây nữa các bạn, đây cây. Nó hoàn chỉnh rồi, mà cái thằng này lại bây giờ nó lại dễ nuôi hơn cái những cái thằng mà để nguyên đi chứ. À, nó đặc biệt vậy, để năm tới mình thí nghiệm ha. Đó, thì bây giờ trở lại cái chủ đề này. Tôi nhắc lại nè. Cái lặt lá từ tháng Giêng tới đó tôi sẽ nhắc lại. Khi mà mình xử lý xong thì nó ra 2-3 từng đọt, bắt đầu mình sửa đi. Mình sửa cái đọt non theo tôi hướng dẫn, mình sửa hoài tới tháng 5 mình ngừng. Rồi không phải là ngưng hẳn, mình sẽ chọn lọc tháng 5 hoặc rằm năm các bạn, thì nó cái gạo nó mới hiện. Hay là cái kim á, tôi gọi cái kim á, nó hiện thì tôi nói các bạn nè, những cái như vậy
Đây nè, cái như vậy các bạn thấy chưa nè, các bạn thấy không nè, đây 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 đây, mình không nên ngắt đó mà chạm cây kéo vô, các bạn thử mà không tin kiếm một cây nhỏ nhỏ lấy cái kéo cắt hết nhẹ cái vàng đọt hết trơn, nữa một tháng sau bắt đầu nó cái nụ xanh lét liền đó. Thì bây giờ những còn những cái này thì bây giờ tôi theo cách làm tôi nha, bây giờ nay mới có 28 tháng 6 thôi, những cái này, những cái cây này nè, khi mà muốn dừng nó lại cũng không khó các bạn, nhưng mà nó hơi kỳ công nha, tại vì tôi đây tôi hướng dẫn những cái bạn mà trồng 5-3 cây ở nhà thôi, mình xử lý tới có chơi mà, còn những cái bạn mà ta trồng kia là người ta đành còn rành hơn tôi nữa. Bây giờ các bạn có thể như vậy các bạn, theo tôi á ha, bây giờ cái đọt này nè, bây giờ các bạn nhìn cây mai nào mà cái đầu đọt đứng mà cái gạo vậy là ớn nha, cái ớn nha, đây nè, thấy chưa, cái cây mai mà cái đầu đọt đứng vậy mà cái gạo vậy là nên sợ đi chứ đừng nên mừng. Cái gạo nó dễ làm lắm, gạo nhỏ tôi làm lớn dễ, nhưng mà cái gạo lớn này các bạn chết sẽ bị sự cố đó. Thì bây giờ tôi nói vậy, nếu gặp trường hợp này nha, thì giai đoạn này các bạn nên cái cử phân tôi giảm cái lượng 16:8 lên phân nửa thôi, hay là thôi để nguyên đó cũng được, giảm lại chút xíu thôi, cái muỗng nó cho lưng chút xíu nữa, lưng chút xíu nữa, tăng thêm một muỗng cà phê ure, một muỗng cà phê, cái muỗng mà cái muỗng cà phê đen á các bạn, cà phê đen á, tôi ở đây tôi dùng cà phê đen nhỏ xíu vậy nè, cái muỗng nó bay lớn vậy nè, một muỗng đó đi, rồi các bạn pha vô, các bạn tưới các bạn cứ rải gốc đi ha, để làm chi. Bây giờ cái đọt này đứng nè, mình đưa cái đó vô để làm chi, cái đạm nó vô chút xíu để làm chi, cho nó ra đọt thì nó ra đọt chút xíu thôi, cái đó nó không ảnh hưởng đâu, nó ra đọt, nếu mà nó ra được cái đọt non, nó đứng lại lúc này là chết, đây nè, đứng lại là chết, ra được cái đọt non thì nó lại quên phát triển cái gạo. Để mình chờ mấy người kia lên kìa, để mình chờ khi mình kéo đồng loạt rồi cuối tháng 6 đầu tháng 7 mình vô cái lượng đáp, nhưng cái nào nụ lớn mình bớt lại phân nửa, còn cái nào cái nụ bình thường thì mình vô theo y cái lượng tôi hướng dẫn ở cái phần mà bón phân cho cây từ tháng 6 tới tháng 10 thôi. Cái nội dung nó là vậy, để cho biết là cái tầm quan trọng của cái vấn đề mà ngắt đọt non. Các bạn thấy không, như vậy là cái clip kia tôi bỏ rồi, tôi đã trả lời là coi như cái clip đó xong đó thôi. Đại khái đây là cái sáng các bạn, sáng cái buổi sáng của cái vùng của tôi đây đó, mặt trời rồi. Đây là cây mai suốt tháng 5 tháng 8 mà vậy, như vậy mà bây giờ nó lại dễ xử lý đó chứ, nó mà mấy cây kia bây giờ nó lại khó cho tôi, không phải tôi hay các bạn, anh em cũng vậy. Những cái năm nó đều cái nhiệt độ, cái thời tiết nó thay đổi, nếu nó thay đổi cây mai thay đổi đó. Bây giờ hướng dẫn như vậy là hướng dẫn, nhưng mà tôi quay nè, bây giờ hôm qua quay bên kia, nay tôi quay bên đây nè, hết lượng này, nhưng mà cũng khó, có thể là khoảng lắm, khó khoảng lắm, nhưng mà cái nguy cơ nó vẫn có. Những cái người nuôi mai thật giỏi nè, tôi không phải là để tôi nói để tôi quy tắc, có năm cũng vẫn bị như thường, chứ không phải là không hay đâu, tôi cũng vậy, nhưng mà tôi nghĩ là không đến đổi đây đó thôi. Clip này cũng dài, nếu mà các bạn thấy thích cho tôi tiện tay cho tôi cái lượt đăng ký ha, để tôi tiếp tục quay những cái clip sau. Và tôi nói với các bạn vậy, hôm cái nữa đen rồi mình nghĩ ha, hôm đó tôi đi đám một cái người anh, bữa nào tôi quay, anh đó có 3 cây mai cũng khá lớn á các bạn, nhưng mà nó đặc biệt là về nói là rồi tôi sẽ giải thích nha, tôi đố người ta tôi giải thích, tôi hỏi là không vô phân gì hết mà cây mai nuôi đẹp hơn cây mai của tôi. Cái vấn đề là cái chỗ này, tôi hỏi là dạ ảnh không vô phân gì hết mà nuôi cây mai lại đẹp hơn cây mai của tôi, thì đây vài bữa tôi sẽ ra tôi quay cái chủ đề này. Nếu được thì những anh em nuôi mai nhà mình lấy theo cái công thức đó mình nuôi nó sướng hơn, nó sướng hơn là bây giờ phải phân thuốc đủ thứ. Rồi thôi, chào các bạn, hẹn gặp lại.